Ngày hôm nay bên cửa hàng em đang có chương trình giảm giá cực kỳ đặc biệt cho anh em với phiên bản Vanco Lai số ATC K68 Pro. Model mới nhất cho anh em, giá từ 1 triệu 700 nghìn đồng mà bên em đang giảm xuống mức giá chỉ còn 1 triệu 280 đồng thôi. Đây là một cái cơ hội vô cùng lớn cho anh em khách hàng mua hàng và làm cả anh em với phiên bản Vanco Lai số chính hãng cao cấp của nhà phân phối ATC. Và xin giới thiệu cho anh em model hình thức hộp ATC K68 Pro. Ngay bây giờ thì quý anh em đập hộp và kiểm tra các link phụ kiện đến từ dòng Vanco Lai số cực kỳ hot bên cửa hàng Audi Hải Dương nhá. Khi nhận hàng về các anh em được quyền kiểm tra hàng, chúng ta được phép mở hộp ra và chúng ta kiểm tra các link phụ kiện bên trong đến từ dòng Vanco Lai số cực kỳ là chất lượng này. Và anh em sẽ có ngay là điều khiển remote, tô vít hai cạnh để em chỉnh những phím chìm, dây jack cắm nguồn và dấu anten Bluetooth rời. Đấy là bốn thiết bị mà đi kèm trong hộp đến từ ATC K68 Pro. Ngoài ra thì bên em sẽ tặng thêm cho anh em một đôi dây để chúng ta có thể ghép nối các thiết bị âm thanh, ghép ở cục đẩy, ghép âm ni, rồi là ghép qua lắng kéo hay bản mixer đều được. Và đây là thiết kế giao diện hộp đến từ dòng Vanco Lai số ATC K68 Pro với model mới cực kỳ hot cho anh em. Phiên bản màu đen mạnh mẽ là phiên bản phay nhôm lắm, chống em gì cực kỳ cao, đầy đủ tính năng chỉnh cơ cho anh em thao tác trên thân máy và thiết kế phía mặt sau đây các bác nhá. Anh em sẽ có rất nhiều đường cổng ca lông in-out cho anh em ghép đồ sắp ngắt đi âm thanh, ghép đồ âm ni cục đẩy để vàng, thêm hai đường cổng súp ca lông này, thêm các chế độ cổng súp AV, tính năng thay ao phát ra chim, đầy đủ các đường chế độ lấy nhạc để anh em lấy tín hiệu nhạc và cắm mic A, mic B thiết kế phía mặt sau. Ok, và ngay bây giờ thì quý anh em kiểm tra hình thức thiết kế và các tính năng chi tiết hơn nữa đến từ dòng sản phẩm Vanco Lai số ETC K68 Pro. Mức giá thành khuyến mại quá hấp dẫn cho anh em tiêu dùng ở thời điểm hiện tại đúng không ạ? Bên cả anh em đang xạ giá từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 4 mùa tháng 5 cho em khách hàng với mức giá quá ưu đãi và cực kỳ đặc biệt từ 1 triệu 7 xuống mức giá là 1 triệu 280 đồng. Và nếu như anh em đang sử dụng âm ni, chúng ta đang đi tìm mua những mẫu sản phẩm Vanco Lai số trên thị trường và chúng ta muốn mua hàng sản phẩm chính hãng, không phải lo hàng nổi trôi với rất nhiều các hiệu ứng tính năng âm thanh chuẩn, chất lượng dễ sử dụng cho anh em tiêu dùng, chúng ta hãy đến với cửa hàng bên cửa hàng em và sẽ lựa chọn được cái phiên bản Vanco Lai số ATC K68 Pro với mức giá vô cùng hấp dẫn 1 triệu 280 đồng, bao ship toàn quốc, tặng dây kết nối và hàng được bảo hành tới 1 năm. Và đây là hình thức giao diện thiết kế ATC K68 Pro với thiết kế giao diện là phiên bản phay nhôm màu đen em đã nhắc cho anh em rồi, dễ phối đồ, có mặt màn hình LCD góc cánh trái thì đầy đủ chức năng thông số cho anh em lấy nhạc qua rất nhiều chế độ lấy tín hiệu nhạc hiện đại như USB này, cổng quang này, Bluetooth này, coaxial, đường áo trắng đỏ truyền thống cho anh em lấy tín hiệu nhạc, với TV, máy tính hoặc là điện thoại di động cấp vào, có tính năng giọng nói và có tính năng chống hú cho anh em đấy, và có điều khiển remote để các anh em có thể thao tác đơn giản hơn. Như vậy là với rất nhiều tính năng bên cạnh của dòng sản phẩm ATC K68 Pro vừa hỗ trợ cho việc chúng ta nghe nhạc và trải nghiệm các tính năng chuyên môn cao cấp hơn so với những người anh em trước đó, so với những dòng Vanco Lai số thông thường phải không ạ. Với ATC K68 Pro có 3 phím tính năng âm lượng tổng to, thiết kế đèn led và nằm ngay chính giữa giao diện, tạo lên cái điểm nhấn rất là sang trọng, mạnh mẽ, đẹp mắt cho khoảng hát gia đình. 3 phím âm lượng tổng bao gồm âm lượng tổng mic có ký hiệu là MIC, âm lượng tổng effect có ký hiệu là EFF, ECT, âm lượng tổng nhạc có ký hiệu là MUSIC. 3 phím tính năng âm lượng tổng nhá, âm lượng tổng nhạc, effect vang nhạc, âm lượng tổng mic, 3 phím volume. Khi nhận hàng về các anh em chỉ cần thao tác vặn cho em đúng 3 phím tính năng này thôi là các anh em đã thể trải nghiệm âm thanh tốt nhất rồi. Bên nhà em sẽ hỗ trợ setup và cài đặt cho anh em các hiệu ứng âm thanh chỉnh cơ với 16 tính năng chế độ ở bên góc tay phải màn hình. Và các tính năng này chúng ta sẽ thao tác chỉnh bằng tô vít hai cạnh ở trong hộp có đi kèm các nhá. Chúng ta sẽ chỉnh bằng tô vít này, chúng ta sẽ chỉnh cho em các hiệu ứng của giải echo bao gồm delay, repeat. Đây là cái hiệu ứng vang nhạy nhanh chậm nhiều ít rất là cần thiết xuất hiện trên tất cả dòng vang cơ lai số, kể cả là dòng vang số. Các hiệu ứng tính năng echo sẽ bao gồm delay, repeat, vang nhạy nhanh chậm nhiều ít. Anh em muốn nhiều vang nhạy chúng ta vặn cho em delay, repeat nhiều lên, tăng bên tay phải và giảm bên tay trái, không có gì khó khăn cho anh em tiêu dùng cả, phải không ạ? Tiếp theo là hiệu ứng revert, là một cái hiệu ứng vô cùng chuyên nghiệp. Đây là cái hiệu ứng vang rộ, khi mà chúng ta alo, cái tiếng alo của anh em sẽ rộ lại và nó lặp lại thật cái tiếng của mình đến 95%. Như vậy chúng ta sẽ có ngay cho mình cũng giọng âm thanh thật đục lổi lên khi chúng ta sử dụng căn chỉnh về hiệu ứng revert. Và với những em mà hát hay hát tốt thì chúng ta sẽ sử dụng về hiệu ứng này. Và những em hát yếu hát kém chúng ta nên sử dụng hiệu ứng echo nhiều hơn. Và ở trên sản phẩm ATC K68 Pro khi bên em gửi đi là bên em sẽ hỗ trợ setup làm sao cái hiệu ứng âm thanh echo và revert sẽ kết hợp với nhau tạo lên cái độ âm thanh ngọt ngào nhất và dễ chịu nhất cho em khách hàng. Lời các anh em cũng không cần phải thao tác quá nhiều đâu. Thêm nữa là các giải như là effect EQ bao gồm hai giải bass và giải treble để anh em có thể tinh chỉnh được các hiệu ứng vang nhạy của anh em, có thêm cái chế độ đầm và tiếng bass và sáng về tiếng treble. Và cuối cùng sẽ là bass trung treble phần mic và bass trung treble phần nhạc hay là chế độ cắt sub.
đa phần những anh em sử dụng Omni hoặc là anh em sử dụng qua những dòng vang trước đó thì chúng ta đã quá am hiểu các tính năng bắt chung chép rồi đúng không ạ? Em không nhắc lại nữa. Đường loa sẽ có 3 tính năng là 3 đường tiếng được anh em là giải bát, giải chung và giải chép. Đấy, chúng ta sẽ chỉnh cho em các hiệu ứng tính năng này. Sau một khoảng thời gian sử dụng anh em có thể tinh chỉnh một cách dễ dàng và vô cùng đơn giản. Còn nếu như anh em vẫn chưa biết cách căn chỉnh vẫn chưa được hay lắm, có thể liên hệ trực tiếp với em Thủ Audio theo số điện thoại bên dưới để em hướng dẫn trực tiếp cho anh em căn chỉnh làm sao cho nó hài hòa với chế độ âm thanh, các tính năng hiệu ứng nhá. Đấy, còn khi mà nhận hàng về các anh em cứ yên tâm, hãy để cái công việc bên em hỗ trợ setup cài đặt cho anh em các hiệu ứng âm thanh tốt nhất. Còn việc còn lại các bác chỉ cần tặng cho em 3 phím tính năng âm lượng tổng lên. Một là mic, hai là effect băng nhạc, ba là âm tượng tổng nhạc. Các anh em đã nhớ chưa? Và ngay bây giờ thì cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh đến từ dòng vang cửa số cực kỳ hot và chất lượng đến từ ETC K68 Pro. Và hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm âm thanh nhá. Đây là chế độ âm thanh nhạc các bác. Được nghe chế độ âm thanh nhạc đến từ phiên bản ETC K68 Pro đúng không ạ? Và không chỉ là hỗ trợ cho việc chúng ta hát cao tiếng gia đình đúng không ạ? Anh em đã thấy được cái chế độ âm thanh nhạc của phiên bản ETC K68 Pro cũng rất là lớn, âm thanh có chế độ tổng lên tới 80 và tự mình tinh chỉnh được các hiệu ứng âm thanh bắt chung chép này trên dòng vang cửa đại số ETC K68 Pro. Đó là một cái điều mà chúng ta nên cần, nên sử dụng đúng không ạ? Và anh em đã được nghe âm thanh nhạc rồi, các bác anh em cảm nhận như thế nào ạ? Âm thanh sáng sạch, đặc độ ổn định cao, bắt chép chi tiết tách biệt đúng không ạ? Và khi mà chúng ta nghe nhạc với ETC K68 Pro, các anh em sẽ cảm nhận được sự sôi động đến từ dòng sản phẩm vang này. Hãy nâng cấp cho gia đình thì rất là cần thiết, nâng cấp âm ni đẩy về đường vang, bỏ qua chất lượng âm thanh khô khan của âm ni đi, chúng ta sẽ có ngay cho mình có thị vang nhại vô cùng ngọt ngào qua lời ca tiếng hát. Ngay bây giờ của anh em lắp tai nghe vào và trải nghiệm âm thanh tiếng mic tiếng lời đến từ dòng vang ETC K68 Pro nhá. Một thay lắp lắp sáu bảy tám chi 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 bảy bây giờ anh biết vì sao gặp nhau biển số sóng trào. Ngồi nghe chiều yên gió lặng giữa muôn vạn hoa. Đấy, các bác anh em nghe thử ạ, em đã alo rồi là em cũng đã hát live một ca khúc một đoạn ngắn thôi, nhưng mà em chủ yếu đã để các bác anh em nghe được cái giọng hát linh tiếng của dòng vang cửa đại số ETC K68 Pro. Khi em cất lời ca tiếng hát của mình qua cái dòng này thì em thấy là cái giọng hát của mình nó rất là trong và có cái độ linh tiếng của giải echo. Đây là một cái hiệu ứng rất là cần thiết. Độ vang nhại sẽ hỗ trợ cho anh em khi mà chúng ta hát nhạc vàng, nhạc nhẹ nhàng, nhạc trữ tình, nó có cái độ luyến náy và âm thanh nó có cái độ mượt mà với giọng hát, nó sẽ đỡ cho anh giọng nghe không bị khô khan và âm thanh rất là sắc nét chi tiết. Một cái tính năng hiệu ứng reverb nữa làm nổi bật cái giọng thật cho những em hát hay, hát tốt. Và đây thì em nó rất là em hát cũng không hay lắm, nhưng mà khi mà cất lên được ca tiếng hát của mình qua dòng vang ETC K68 Pro, em nghe được cái chất giọng âm thanh của mình nó trong hơn, bay bổng hơn, nó ngọt hơn, có độ lịnh tiếng và cảm giác như là mình đang ngồi trong phòng thu âm vậy khi mà sử dụng dòng vang ETC K68 Pro. Hết sức là tuyệt vời. Với các hiệu ứng âm thanh chuyên nghiệp, bass chung chép cũng sẽ hỗ trợ trực tiếp cho anh em có một giọng ca âm thanh thanh thoát và dễ hát hơn. Và đó là chính xác là những gì mà các anh em cần có trên phiên bản vang cửa đại số chất lượng cho ngày hôm nay. Bên cả anh em lên sóng ETC K68 Pro giá khuyến mại, nhắc lại cho anh em một lần nữa, 1.280.000 đồng. Anh em nhanh tay gọi điện theo số điện thoại bên dưới hình nhận hàng và nhận hàng sớm nhất với phiên bản ETC K68 Pro nhá. Và ngay bây giờ thì em sẽ hướng dẫn luôn cho anh em khách hàng khi chúng ta nhận hàng về chúng ta biết cách căn chỉnh đấu lối với âm ni. Bởi vì sao lại phải là âm ni? Bởi vì đa phần anh em sử dụng cúc đẩy thì em thấy là các anh em hoàn toàn biết cách ghép lối rồi. Chủ yếu là những anh em ghép lối âm ni, chúng ta chưa biết cách sử dụng ghép lối vang, bởi vì lần đầu tiên tiếp xúc tới những dòng vang đúng không ạ? Nên là có nhiều bác là chưa biết cách ghép lối như thế nào để khởi động được vang kết nối với âm ni. Có nhiều bác kết nối sai thì âm thanh nó không thoát ra được, rồi là alo tiếng mic tiếng lời nó không được tròn tốt lắm, thì em sẽ hướng dẫn trực tiếp trong video lần này cách chúng ta ghép lối xuống âm ni nhá. Còn những em ghép lối với cục đẩy thì đa phần anh em đã biết cách ghép lối những cái dòng vàng trước rồi, em không nhắc lại nữa. Còn những em chưa biết cách ghép lối cục đẩy có thể liên hệ trực tiếp với em Tùng, em hướng dẫn chi tiết hơn. Xin phép các anh em khách hàng, hướng dẫn cho những anh em khách hàng muốn mua vang về nâng cấp về âm ni. Bất kỳ những cái dòng vang nào anh em mua, kể cả vang ETC K68 Pro hay những dòng vang cơ số hay là dòng vang cơ thông thường, thì đều có cái cách ghép lối giống nhau. Thì em hướng dẫn luôn cho anh em ghép lối ETC K68 Pro khi nhận hàng về, anh em sẽ được tặng cho một đôi dây kết nối với âm ni là đầu ca lông cái và ra hai đầu dây khóa sen.
thì đương nhiên chúng ta sẽ sử dụng hai đầu ca đông cái trước thì chúng ta cắm cho em vào vang. Bởi vì âm ni thì đa phần sẽ sử dụng đường dây trắng đỏ thì chúng ta sẽ không sử dụng được cái đầu dây ca lông như thế này. Các bác hãy cắm cho em vào cổng lỡ ao và lỡ ao nhé. Các bác hãy bỏ lại cổng súp ao 1, súp ao 2 cho em. Đây là hai chế độ cổng súp cho anh em chơi súp. Còn anh em chơi đa phun thì hãy cắm RL. Đấy, cắm lỡ ao, lỡ ao. Và lưu ý cho em, cứ ao của vang thì chúng ta sẽ cắm vào in. Và chúng ta nhìn của em phía dưới cũng đẩy đúng không ạ? Dưới âm ni ạ, có đa phần nó sẽ có các cái chỗ để chúng ta cắm các thiết bị. Ví dụ như là có những mẫu sản phẩm thì sẽ ghi là Music AB, có những mẫu sản phẩm thì sẽ ghi là Input AB. Thì đây anh em sẽ cắm A hoặc B nhé, cắm cho em hai đầu dây hoa sen vào A hoặc là B, anh em cũng có thể là cắm sang B. Đấy. Nhưng nếu ví dụ như là anh em cứ check thử. Ví dụ anh em cắm sang B, chúng ta cắm và chúng ta lấy mic chúng ta cắm vào, chúng ta không thể alo nó không ra tiếng thì chúng ta lại cắm cho em sang A. Đấy, thì chúng ta đỡ phải chuyển cổng ở trên âm ni nữa. Và ngoài ra có một cái mẹo rất là hay khi mà anh em muốn kết nối đơn giản hơn thì đa phần là anh em sẽ sử dụng cái đầu dây trắng đỏ như thế này. Nhiều khi là anh em thấy là các anh em đang sử dụng kết nối âm lấy tín hiệu từ TV xuống âm ni qua đường dây trắng đỏ AB. Đấy, chúng ta cắm cho em như thế này đúng không ạ? Khi mà có vang về rồi thì có một cái mẹo rất là hay. Các chỉ cần rút cho em cái đầu dây trắng đỏ này ra. Ví dụ anh em đang lấy tín hiệu vào dây trắng đỏ, chúng ta rút ra, chúng ta cắm cho em đúng vào cái đường dây trắng đỏ đó là anh em đã có thể kết nối từ vang xuống với âm ni rồi. Và hai cái đầu dây trắng đỏ lấy tín hiệu từ TV xuống, chúng ta lại cắm vào đường AUX1, AUX2 ở trên vang nhá. AUX1, AUX2. Hoặc là anh em cũng có thể lấy qua đường cổng quang, anh em cũng có thể lấy qua đường Bluetooth. Đấy, rất đơn giản, không có gì khó khăn cả. Em đã hướng dẫn cho anh em cách chúng ta ghép nối từ vang xuống với âm ni qua đường cổng input AB rồi, đúng không ạ? Và nếu anh em vẫn chưa biết cách kết nối, có thể liên hệ trực tiếp với em Tùng Audio qua Zalo để khi nhận hàng về là em sẽ hướng dẫn cho anh em cách ghép nối đơn giản để dễ dàng nhất cho anh em dùng. Còn lại các hiệu ứng tính năng hay các chế độ âm thanh tốt nhất thì nhà em đã hỗ trợ setup và cài đặt trước cho các anh em khách hàng với phiên bản ATC K68 Pro trong ngày hôm nay bên cảng em D6 đang giảm từ mức giá là 1,7 triệu xuống mức giá là 1,280,000 đồng, cứ lại xuống chính hãng, nhiều tính năng, dễ sử dụng, âm thanh vô cùng hiệu quả và chuyên nghiệp. Đương nhiên anh em nhận hàng về chúng ta được quyền kiểm tra, được mở hàng ra, kiểm tra đầy đủ linh phụ kiện đi kèm. Anh em được phép test hàng chi thanh toán và không cần phải đặt cọc bất kỳ một đồng phí nào. Khi anh em mua hàng tại đặt hàng của anh em với phiên bản ATC K68 Pro, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán sau. Nếu anh em đang có nhu cầu, vui lòng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại BM Tùng Audio 0979629336 để đặt hàng ngay và hưởng ngay mức giá ưu đãi cực kỳ tuyệt vời đến từ dòng vàng ATC K68 Pro phiên bản cao cấp chính hãng bên cảng anh em nhé.